Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm tử vi tướng số, mỗi bộ phận trên cơ thể phụ nữ đều chứa đựng một ý nghĩa nhất định về vận mệnh. Trong đó, một số bộ phận rất đặc biệt như lông mày, đôi môi, miệng, đôi gò má là một trong những nét tướng quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh tình duyên của người phụ nữ. Theo thuật xem tướng và kinh nghiệm dân gian thì phụ nữ có những nét tướng này chỉ tốt cho mình nhưng lại cực hại cho chồng. Dù sở hữu cuộc sống sung sướng, thành công, nhưng khi kết hôn thì sát khí của những nét tướng này lại có thể khiến chồng lâm vào cảnh sát nghiệp. Vậy đó là những nét tướng như thế nào? Liệu rằng có cách nào để hóa giải hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. 1. Phụ nữ có môi dày, miệng rộng. Người xưa có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Để nói rằng, phụ nữ miệng rộng sẽ thường gây họa thị phi, sẽ khiến những mối quan hệ quanh mình trở nên bất hòa, mâu thuẫn. Dù không cố ý tạo nên những kịch tính ấy, nhưng chính bản mệnh, chính cái tôi quá lớn, khiến phụ nữ miệng rộng không biết nhún nhường, khéo léo trong giao tiếp, mà gây ra họa. Chưa kể, môi dày là nét tướng của người tiêu xài hoang phí, không biết cách tích cóp, tiết kiệm. Lấy mẫu phụ nữ này về làm vợ, đàn ông giàu mấy cũng sàn nghiệp, lâm vào cảnh trắng tay. 2. Có gò má cao. Nhân tướng học cho rằng, phụ nữ có gò má cao là người dễ thành công trong sự nghiệp, thăng tiến nhanh chóng và sở hữu khối tài sản lớn khi còn khá trẻ. Tuy nhiên, chính vì tài giỏi, khôn ngoan nên họ lại xem thường chồng, đã không khích lệ, lại còn dè bỉu, mỉa mai bạn đời, nên hôn nhân thường không trọn vẹn, dễ đổ vỡ. Nếu sở hữu gò má cao, cộng thêm gương mặt hóp và gầy, thì đây chính là điềm báo vận xui cả đời. Những người này không chỉ hay gặp phải những điều không may, mà còn khiến những người xung quanh, đặc biệt là chồng con, gánh họa cùng mình. 3. Chóp mũi cao nhọn. Chóp mũi cao nhọn có thể là chiếc mũi đẹp về mặt mỹ học, mà lại sự sang trọng, thanh thoát cho gương mặt nữ giới, nhưng lại là nét tướng không tốt trong nhân tướng học. Phụ nữ có nét mũi này thường gian trá, điều hoa và luôn mưu tính trong mọi chuyện, kể cả trong tình yêu, hôn nhân. Họ sống trọng vật chất, đua đòi mà không thèm quan tâm xem chồng đã phải cực khổ, mệt mỏi thế nào mới kiếm được tiền. Chỉ muốn ngồi chơi hưởng phúc, sống trong nhung lụa nhưng lười lao động. Còn nhà lính, tính nhà quan, nên một khi chồng không đáp ứng được những đòi hỏi của mình thì họ sẽ phản bội không thương tiếc. 4. Lông mày hình móc câu. Một cặp lông mày với phần đuôi cong móc vào phía bên trong chính là nét tướng khắc phu. Dù khôn ngoan, chăm chỉ, lại có bản lĩnh, nhưng mẫu phụ nữ này lại hay so sánh chồng với người khác. Đứng núi này, trông núi nọ, dù đã yên bề gia thất nhưng vẫn thầm tơ tưởng đến đàn ông khác giàu có hơn chồng mình. Vậy nên, họ chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng, nuôi dạy con, càng không vun vén để gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đàn ông nên cân nhắc cẩn thận trước khi lấy họ làm vợ, kẻo tan cửa, nát nhà. 5. Đuôi mắt cong, vểnh. Đuôi mắt cong và vểnh ở đây nghĩa là phần đuôi mắt bẩm sinh đã tạo thành đường cong và vểnh lên so với tổng thể đôi mắt của người phụ nữ. Phụ nữ có đuôi mắt như trên cùng với con người to tròn, linh hoạt, mắt hay đảo đi đảo lại, bị cho là không trung thực, giảo hoạt. Trong cuộc sống nói chung, nên cẩn thận với những người phụ nữ này vì họ là kiểu người hay ném đá giấu tay với đồng nghiệp, bạn bè. Trong tình yêu thì hay chơi trò bắt cá hai tay để có thể lựa chọn cho mình những người đàn ông phù hợp. Lấy người này làm vợ, e rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ nhiều sóng gió. 6. Mũi quá nhỏ và gọn. Mũi thon, gọn là mơ ước của nhiều cô gái, nhưng nếu mũi quá nhỏ và gọn, không hài hòa với tổng thể gương mặt thì là đặc điểm nhận dạng không mấy cát tường.
Tuy phụ nữ này bề ngoài khá ưa nhìn, sẽ được lòng người, tính cách dễ ưa, nhưng thật ra rất dễ chịu ảnh hưởng của bên ngoài. Nếu không biết giữ mình, họ sẽ dễ rơi vào cạm bẫy, bị tha hóa bởi đồng tiền, nhưng khó lòng thay đổi vì quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới cái tôi cá nhân. Người như vậy, e rằng khó lòng biết đồng cam cộng khổ, sẻ chia với chồng khi xa cơ, lỡ vận. 7. Môi trái phải không đều. Cô gái nào mà khi nhìn trực diện, nửa bên trái môi dày, nửa môi bên phải mỏng, hoặc có thể là do khuôn mặt bị lệch, cộng với đôi môi chưa đủ hoàn hảo, khiến người khác nhìn vào thấy môi hai bên trái phải không đều nhau, thì theo tử vi phong thủy nhận định là người thuộc tiếp lẳng lơ. Ngoài ra, người xưa cho rằng phụ nữ có tướng mạo kiểu này sẽ nảy sinh quan hệ ngoài luồng với người khác giới, khiến hôn nhân cơm không lành, canh chẳng ngọt. Người nam cần chú ý khéo léo để ngọn lửa hôn nhân luôn mặn nồng và đủ hấp dẫn vợ mình trên nhiều phương diện. 8. Mắt cáo. Mắt cáo là dạng mắt có phần đầu mắt thấp, khóe mắt tròn, đuôi mắt hơi xếch một chút. Phụ nữ có đôi mắt kiểu này thường rất cuốn hút những người khác phái. Ưu điểm của họ là chung thủy trong tình yêu, nhưng đôi khi ghen tuông quá đà. Người nam ngay từ khi đang yêu và sau khi kết hôn thường xuyên bị vợ, người yêu quản lý quá chặt chẽ, thiếu đi không gian riêng, nên hôn nhân sẽ rơi vào tình trạng ngột ngạt, bức bối vì không có tiếng nói chung và thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. 9. Hàm răng không đều. Phụ nữ có hàm răng nhấp nhô, răng nanh quá nhọn, răng cửa xấu xí, hàm răng xô lệch trong tử vi phong thủy liệt vào hàng phụ nữ có tướng xấu. Kiểu phụ nữ này rất hay đặt điều dèm pha, làm việc thiếu trung thực, không đi lên bằng năng lực của mình và dựa vào những thủ đoạn xấu xa. Người này có thể giỏi che giấu bản thân, đánh lừa nam giới nhất thời khiến người đó mê muội, nhưng khi nhận ra chân tướng thì sẽ bị rũ bỏ không thương tiếc nếu không biết hối cải. 10. Lông mày không đều, bị đứt đoạn. Tướng lông mày bền đậm, bền nhạt và bị đứt đoạn cũng bị người xưa coi là tướng xấu. Phụ nữ có kiểu lông mày này bị nhận định là tuyết người thiếu chủ kiến, làm việc thiếu kiên trì, bi lụy trong tình yêu, tính tình thất thường, sớm nắng, chiều mưa. Họ sẽ khiến nam giới khốn khổ, mệt mỏi và vô tình khiến hôn nhân rạn nứt vì những lý do không đáng có. 11. Lông mày cách xa nhau. Lông mày của những người bình thường vốn không mấy khi cách xa nhau, quá hai ngón tay khi xếp khít lại cạnh nhau. Nếu người phụ nữ có lông mày vừa cách nhau quá xa lại có phần đuôi cụp xuống thành hình chữ bát, là tuyết người dân gian xưa nhận định là quá đam mê vật chất, giàu dù không chọn lọc. Họ thuộc tuyết phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, sẽ chuốc họa tiền tài cho gia đình sau khi yên bề gia thất vì chọn trao gửi niềm tin nhầm chỗ, dễ bị lừa gạt. Nam giới chọn người này làm vợ cần thận trọng chuyện tiền nong và nên giúp đỡ vợ trong việc chọn bạn mà chơi. 12. Mũi gãy. Người nữ có phần mũi gồ ghề, sống mũi không thẳng, thường tính tình mạnh mẽ, không biết nhường nhịn, hiếu thắng. Vợ chồng trong nhà chính vì thế khó lòng nhường nhịn, bảo ban nhau để giữ gìn hạnh phúc. Tuyết phụ nữ này quá cố chấp, luôn khiến người bạn đời mệt mỏi vì khó lòng thỏa hiệp. Kể cả khi kinh tế đầy đủ, hôn nhân cũng khó lòng ấm êm. 13. Mắt tam mạch. Mắt tam bạch có nghĩa là phần tròn trắng chiếm ưu thế nhiều hơn so với tròng đen. Khu vực xung quanh tròng đen của mắt bị thu hẹp và nhiều chỗ cho tròng trắng, khiến tròng đen bị bao bọc, biến thành loại mắt tam bạch tạm thời. Phụ nữ có mắt tam bạch thường có số đào hoa hay lăng nhăng và khó chung thủy với một người. Cánh mày râu nên tránh xa tướng nữ giới này để không bị cắm sừng. Quý vị thân mến, trai sợ lấy nhầm vợ, gái sợ gả nhầm chồng, con gái lấy chồng như đánh bạc, thương mình xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Vì thế mà việc chọn một người bạn đời đáng tin cậy, yêu thương, nâng niu mình suốt cả một cuộc đời là điều vô cùng quan trọng. Cũng giống như đàn ông khi đi chọn vợ thường tránh chọn những người có nét tướng sát chồng, thì các cô gái cũng nên chọn những người chồng có nét tướng phú quý và tránh những người đàn ông có tướng vũ phu. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị cách xem tướng để biết người đàn ông có khuynh hướng bạo lực và vũ phu hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là tóc thẳng, sợi thô cứng. Người có mái tóc ngắn, sợi thẳng mà thô cứng thì tính cách thường thẳng thắn,
nóng nảy. Bất cứ chuyện gì không vừa ý cũng có thể tranh cãi với người khác. Trong cuộc sống vợ chồng, người này hiếm khi nhường nhịn đối phương, bất đồng lên cao, đầu óc không còn tỉnh táo thì rất dễ dẫn đến tranh cãi nảy lửa, trở thành một người đàn ông vũ phu, sẵn sàng dùng hành động để đàn áp đối phương. 2. Lông mày giao nhau, tán loạn không ngay ngắn. Những người mà đường lông mày quá gần nhau, gần như nối vào thành một đường thì tính cách sẽ có phần cố chấp, nóng tính. Đường lông mày tán loạn, không ngay ngắn, thể hiện tâm trạng bất an, tính cách thiếu điềm tĩnh, khó khống chế được cảm xúc mà hay tức giận vô cớ. Xem tướng khuôn mặt, người có lông mày mọc ngược chiều, các sợi lông mày đâm xiên lung tung như cỏ dại là những người nóng nảy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp phải chuyện không như ý thì thường thể hiện ngay ra ngoài, bắt đầu từ việc công kích bằng lời nói, dần dà tăng lên thành xung đột chân tay. Với mẫu người như vậy, chị em nên tránh xa trước khi quá muộn, bởi đó là mẫu người nguy hiểm điển hình. Tốt nhất, đừng bao giờ khiến họ trở nên tức giận. Đàn ông lông mày thưa thớt, màu sắc nhạt thường rất lạnh lùng, vô cảm. Họ không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ biết ích kỷ, nghĩ cho mình. Người này được cho là hờ hững, thờ ơ với cả người thân, không coi trọng tình cảm gia đình. Có những người lông mày rất ngắn hoặc xương lông mày gồ lên rõ rệt. Nếu độ dài của lông mày ngắn hơn thấy rõ so với độ dài của mắt thì đó chính là dáng lông mày ngắn. Còn xương lông mày gồ lên chỉ việc khi ta quan sát mặt nghiêng của người đó, đường lông mày sẽ nhô lên hẳn. Người này tính cách thường độc đoán, chuyên quyền, dễ động thủ đánh người, mắt tròn nhỏ, vằn tia máu. Theo quan niệm dân gian, những người mọc nước mắt thường có cuộc đời đau khổ, cô số khác bạn đời. Đặc biệt, lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen, hay còn gọi là mắt tam bạch hay tứ bạch, thì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp nhiều trắc trở. Nếu tuổi chưa nhiều mà đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, thì trong tướng số, đây là người có xung khắc với bạn đời, hay vợ chồng thường xuyên khắc khẩu. Còn đàn ông mắt nhỏ tròn, lồi rõ ra ngoài, trông như mắt heo thì là tướng dữ. Người như vậy tâm địa 8 phần xấu xa, tính cách hung bạo, là tướng đàn ông vũ phu nên tránh xa. Nếu trong mắt thường vằn lên nhiều tia máu, giống như đường lưới mắt cá rộng ngang trong lòng trắng, hai bên khóe mắt cũng có tia máu. Trong nhân tướng học, đó được gọi là xích ti quán động. Loại người này phần lớn tính tình nóng nảy, dễ nổi giận mà mất đi lý trí. Đôi lúc chỉ vì một câu nói hay một hành động nhỏ trái ý cũng khiến người này nổi trận cuồng phong, có khuynh hướng bạo lực với vợ con. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.